Những nội dung chính của chương trình Vững Bước Tương Lai hôm nay: nhiều trường đại học tăng mạnh học phí, phòng xử án mô phỏng đầy thực tế của sinh viên luật tại trường đại học Nguyễn Tất Thành, đối thoại hướng nghiệp, tuyển sinh và đào tạo, tìm hiểu về quản trị môi trường doanh nghiệp, ngành mới nhưng cần thiết cho phát triển kinh tế, trường học tương lai, nỗi lo thiếu nhân lực khi du lịch tăng trưởng mạnh. Ánh Nguyệt kính chào quý vị khán giả và các em học sinh đang đến với Vượt Bước Tương Lai, chương trình truyền hình chuyên biệt về đào tạo, hướng nghiệp, chọn nghề, chọn ngành học, chọn trường. Ngay sau đây, Ánh Nguyệt xin mời quý vị cùng cập nhật một số thông tin giáo dục và tuyển sinh đáng chú ý trong tuần. Kính thưa quý vị, tuần qua hàng loạt trường đại học công bố mức học phí dự kiến áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2022 tăng so với năm học trước. Đặc biệt tại các trường công lập bắt đầu triển khai cơ chế tự chủ, mức học phí tăng mạnh. Đây là thông tin nhận được sự quan tâm rất lớn từ các thí sinh khi mùa tuyển sinh đại học 2022 đang nóng dần lên. Theo thông tin từ các trường vừa công bố, ngành y ở các trường có lộ trình tăng sẽ hơn 10% qua mỗi năm. Tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã công bố học phí dự kiến với sinh viên Đại học Chính quy năm học 2022-2023, các ngành y khoa, dược học, răng hàm mặt, mức học phí cao nhất không vượt quá 44.368.000 đồng một năm. Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh công bố chương trình đại trà 25 triệu đồng một năm học, chương trình chất lượng cao 35 triệu đồng một năm học, chương trình tiên tiến 45 triệu đồng một năm. Mức học phí trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh với sinh viên chính quy khối kinh tế 23 triệu đồng, khối công nghệ 25 triệu đồng. Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm không quá 6%. Các trường đại học khẳng định học phí năm học tới sẽ tiếp tục tăng theo lộ trình đã công bố trước đây trong đề án tuyển sinh. Với phương châm thực tế hóa các ngành đào tạo, trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã xây dựng những lớp học mô phỏng ở nhiều lĩnh vực, trong đó có ngành luật với phiên tòa giả định rất thực tế. Từng vụ án, những tình huống được diễn ra thực tiễn, cách xử lý và áp dụng kiến thức với sinh viên khiến cho các bạn được rèn luyện, thử thách bản thân trước những áp lực của những phiên tòa. Đó là phải chính xác và nghiêm minh nhất. Cùng đón xem lớp học thú vị này sẽ diễn ra như thế nào trong phóng sự ngay sau đây nhé. Đây là một phiên tòa giả định của các bạn sinh viên khoa luật trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Từ chủ tọa, thẩm phán đến viện kiểm sát, những vị trí đều có đầy đủ như một phiên tòa thật. Với các vụ án được đưa ra để xét xử, phiên tòa giả định là một hoạt động hết sức thiết thực đối với sinh viên ngành luật trong việc tiếp cận môn học và định hướng nghề nghiệp. Thông qua hoạt động này, phiên tòa giả định cũng cung cấp những kiến thức cơ bản cho sinh viên về quy trình thủ tục tố tụng tại tòa và quy định của pháp luật đối với các tội phạm cụ thể, nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên, hình thành chuẩn mực ứng xử văn minh phù hợp với các quy tắc của pháp luật. Hiện nay, khoa luật của trường Đại học Nguyễn Tất Thành đào tạo chuyên ngành luật kinh tế, một ngành học đắt giá trước ngưỡng cửa hội nhập, là ngành nghề không thể thiếu của Việt Nam khi đang hội nhập để phát triển kinh tế, hiển nhiên được xếp vào các nhóm ngành khác nhân lực. Khoa luật của trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2022 tuyển sinh theo các phương thức sau. Phương thức 1, xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 theo tổ hợp môn. Phương thức 2, xét tuyển kết quả học tập trung học phổ thông. Phương thức 3, xét tuyển kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội. Phương thức 4, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, cử tuyển cho thí sinh đủ điều kiện. Kính thưa quý vị, trường Đại học Hoa Sen nổi tiếng với chương trình E-Life, chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về ngành khách sạn thuộc khoa du lịch. Đây là chương trình được thiết kế theo mô hình kết hợp học tập tại trường và đào tạo trực tiếp tại các doanh nghiệp khách sạn 4 đến 5 sao trong nước và quốc tế. Với những giờ học thực tế đầy thú vị, sinh viên của ngành học được gọi là tinh hoa này sẽ hấp dẫn như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Diện áo vest, váy, sơ mi đầm tương tất, những bạn trẻ này như một nhân viên đang chuẩn bị vào làm việc tại khách sạn 5 sao. Nhưng thực tế, các bạn là những sinh viên của chương trình E-Life, chương trình tinh hoa của ngành quản trị khách sạn, khoa du lịch, trường Đại học Hoa Sen. Có mặt tại khách sạn New World, tòa lạc ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, buổi học thực hành housekeeping được diễn ra ngay tại phòng của khách sạn 5 sao này. Xếp khăn, gấp chăn gối, vệ sinh và kiểm tra phòng, chăm sóc khách được giảng viên thực hành thao tác cho các bạn sinh viên một cách rất cụ thể, cẩn thận và rất chân thực, khiến cho các bạn sinh viên như đang phục vụ khách thật với tinh thần thực học, thực làm rất nghiêm túc và đúng chuẩn mực của dịch vụ 5 sao. Em sử dụng cái từ là thực làm chứ không còn là thực tập, bởi vì chúng em sẽ được thực làm cái tại những khách sạn 5 sao và được trả lương như là một nhân viên chính thức. Thì đây sẽ là một cơ hội cho em để có thể phát triển thêm như về mặt kinh nghiệm, về mặt kỹ năng trước khi em ra trường. Và hơn thế nữa, các thầy cô thì là đều là những người đã từng trải qua ít nhiều, em có thể sử dụng những cái từ là top trong ngành, thì các thầy cô sẽ chuẩn bị cho em về nhiều mọi mặt,
về kinh nghiệm, về kỹ năng, về giao tiếp, về hành xử đối với khách như thế nào. Khi học ở tại khách sạn, phải tuân thủ đầy đủ các quy định khi học tập. Các bạn sinh viên của chương trình E-Line ngành quản trị khách sạn đã tập cho bản thân những quy tắc nghề nghiệp, tinh thần của một nhân viên khách sạn, phục vụ khách hàng với chất lượng tốt nhất. Khi mà đến đây, bắt đầu ngay từ cái chỗ mà gửi xe, các bạn đã phải tuân thủ theo những cái quy định của khách sạn, phải hết sức kỷ luật, phải có đồng phục, phải có tác phong sao cho thật là nghiêm túc. Thậm chí lúc mà các bạn ăn nói trao đổi ở ngay tại bến, ngay chỗ bãi gửi xe là đã phải hết sức là chỉnh chu rồi. Thì cái việc này hoàn toàn tạo cho các bạn những cái dấu ấn nghề nghiệp của mình. Mình sẽ phải trở thành một người như vậy, một người chuyên nghiệp như thế trong tương lai. Và đây là chính là cái lớp học bình thường của mình, nhưng mà mình đang va chạm hoàn toàn với thực tế, với những cơ sở vật chất rất là hiện đại, đặc trưng của ngành. Và xung quanh của tôi cũng đang có khách và cũng đang có rất là nhiều cái người quản lý nữa. Tất cả những cái đó nó hoàn toàn cho các bạn cái cảm giác rất là khác biệt trong một cái chương trình, đặc biệt cái chương trình mang lại cho các bạn sinh viên. Chương trình Hoa Sen E-Line đào tạo sinh viên theo bậc đại học chính quy tập trung do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp bằng, với thời gian đào tạo là 4 năm, sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ giảng dạy chính. Mỗi năm học bao gồm 2 học kỳ chính và 2 học kỳ phụ. Vào năm thứ 3, thứ 4, sinh viên sẽ được tuyển dụng vào thực tập tại các khách sạn, nhà hàng đạt chuẩn từ 4 đến 5 sao ở trong nước, quốc tế, được hưởng lương trong quá trình học tập. Khánh Thường xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang đến với tiểu mục đối thoại của chương trình Vững Bước Tương Lai. Kính thưa quý vị, hiện nay xã hội có rất là nhiều ngành nghề mới xuất hiện để phục vụ cho các doanh nghiệp, và ngành quản trị môi trường doanh nghiệp cũng nằm trong số đó. Với những sứ mạng và tầm quan trọng của môi trường gắn với phát triển doanh nghiệp, Trường Đại học Văn Lang đã xây dựng ngành học này và nhận được rất nhiều sự quan tâm của cả thí sinh và doanh nghiệp. Thưa quý vị, và Khánh Thường xin được giới thiệu hai vị khách mời sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Kim Oanh, trưởng khoa môi trường Đại học Văn Lang. Dạ, xin chào quý phụ huynh, các em học sinh cùng quý vị xem đài. Xin chào MC Khánh Tường. Dạ, chào cô. Và vị khách mời thứ hai xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay đó chính là Thạc sĩ Trần Thanh Tùng, trưởng phòng quản lý môi trường, ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin chào anh ạ. Xin kính chào quý khán giả, quý phụ huynh và các em học sinh và khán giả đang xem đài. Kính chào MC Khánh Tường. Dạ, câu hỏi đầu tiên thì chắc là em xin phép được dành cho cô Kim Oanh. Cô có thể cho biết là ngành quản trị môi trường doanh nghiệp là ngành như thế nào không ạ? Với một cái sự phát triển với cái tốc độ số hóa cũng như là các cái hoạt động mà tiếp cận quốc tế, thì một người ra làm việc mình không thể chuyên sâu vào chỉ một cái lĩnh vực được, mà mình phải có cái tính liên ngành cao. Với cái mục tiêu là làm thế nào để một người đi ra trường mình có thể đáp ứng được yêu cầu xã hội, thì cái ngành này đã ra đời. Thì nó là sự kết hợp của ngành quản lý môi trường tài nguyên, ngành quản trị kinh doanh và ngành truyền thông. Cái ngành quản trị môi trường doanh nghiệp này hỗ trợ được cho doanh nghiệp các cái luật, các cái quy định của nhà nước, tiết kiệm nhất cái chi phí vận hành của doanh nghiệp thông qua cái việc là họ tiết kiệm được tài nguyên điện hay là xăng dầu, nước chẳng hạn, hoặc là tiết kiệm giấy và những cái nguồn tài nguyên khác. Họ còn thực hiện những cái hoạt động tạo nên cái hình ảnh của doanh nghiệp. Và bên cạnh đó thì họ cũng thực hiện những cái hoạt động để cho doanh nghiệp đạt được các cái yêu cầu về hỗ trợ cộng đồng. Với vai trò cũng như là kinh nghiệm của anh Tùng á, thì nhân sự ở cái mảng là quản trị môi trường doanh nghiệp này sẽ có tác động và vai trò như thế nào trong cái sự vận hành của doanh nghiệp và công ty đó? Vai trò vị trí của cái người mà làm cái công tác quản trị môi trường trong doanh nghiệp á, nó có thể là bao quát và nó có một cái phần về chuyên sâu. Cái bao quát là mình phải nắm bắt được môi trường ở trong doanh nghiệp đó là cái gì. Từ cái hoạt động doanh nghiệp là sản xuất nguyên liệu đầu vào, anh phải có những cái gì, rồi những khi sản xuất ra thì cái chất thải là cái gì và mình xử lý nó như thế nào. Nhưng mà cái quản trị doanh nghiệp này thì nó có một cái hay, nó là như vậy nè, tức là anh sẽ tìm hiểu được trong quá trình sản xuất như vậy thì cái vấn đề mình có thể tiết kiệm được năng lượng hay không, tiết kiệm được cái nguồn nguyên liệu hay không, để từ đó nó giảm được cái phát thải, giảm được cái chi phí xử lý. Đồng thời là mình phải nắm bắt được những cái quy định về pháp luật. Thì mình nghĩ đây là một cái ngành học mới và nó phù hợp với cái xu hướng phát triển trong cái giai đoạn hiện nay. Nếu như sắp tới em trở thành sinh viên của trường học ngành này thì em sẽ được học những cái môn nào ở trong ngành này? Chắc là phải nhờ cô Kim Oanh chia sẻ cụ thể hơn với các bạn thí sinh của chúng ta. Mình tạm chia nó thành 3 cái nhóm. Cái thứ nhất là các bạn sẽ học về quản trị doanh nghiệp. Các cái môn học ví dụ như là quản trị học hay là quản trị chiến lược hoặc là chiến lược kinh doanh hoặc là kinh tế tuần hoàn.
Tiếp theo là các bạn sẽ học cái nhóm lĩnh vực thứ hai là liên quan đến các cái vấn đề về quản lý môi trường, quản lý tài nguyên, sử dụng tài nguyên hiệu quả như thế nào. Và cái nhóm thứ ba, khoảng 10% cái khối lượng thì mình sẽ học về truyền thông với cái triết lý là đào tạo thông qua trải nghiệm. Thì các bạn sẽ được học những cái kỹ năng liên quan đến cái lĩnh vực của mình để nâng cao được cái những cái năng lực, phát huy được cái khả năng tư duy, sáng tạo cũng như là các cái kỹ năng phản biện, còn học thêm các cái phần mềm để mình quản lý cho nó đạt cái yêu cầu số hóa. Thì đây cũng là một cái mặt mạnh của trường Đại học Văn Lang, bởi vì trường Đại học Văn Lang đầu tư rất mạnh để thực hiện các cái hoạt động đào tạo số hóa. Tôi rất là tự hào về cái lực lượng giảng viên của khoa, với cái số lượng giảng viên có bằng tiến sĩ là trên 65%. 100% giảng viên đều tốt nghiệp ở nước ngoài, đúng chuyên ngành. Cơ sở vật chất mà phục vụ riêng cho ngành thì chúng tôi cũng đã được đầu tư rất là bài bản. Chúng tôi đã có một cái network rất là lớn với doanh nghiệp, câu lạc bộ cựu sinh viên của khoa môi trường. Hiện nay có hơn 500 thành viên. Thì luôn luôn hỗ trợ, giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm, đón nhận các sinh viên về tại doanh nghiệp. Thì đó là những cái điểm nhấn mà tôi nghĩ rằng là sẽ quyết định nên cái chất lượng đào tạo của khoa môi trường của trường Đại học Văn Lang. Bây giờ em muốn là có một cái tình huống như thế này cho anh Tùng. Ví dụ như anh Tùng đóng vai trò là một nhà tuyển dụng đi, thì bây giờ anh sẽ căn cứ vào những cái tiêu chí nào để lựa chọn những cái nguồn nhân sự cho công ty của mình ạ? Trước đây môi trường thì xử lý nước thải, về xử lý khí thải, chất thải rắn, thì cái đó là nó cái giai đoạn khác rồi. Bản thân Tùng cũng là sinh viên trường Đại học Văn Lang và đến bây giờ thì nó là đã đi làm việc rồi, cũng 20 năm rồi. Thì cũng giống như chỗ của anh nói, thì ban đầu là cũng bỡ ngỡ. Cái ngành môi trường là cái ngành mới, cũng chưa biết là vào học đã làm được cái gì và đến khi ra trường thì sẽ làm cái gì. Thì cứ thế mà một cái ngành mới thì mình cứ thích mình học thôi. Cái ngành quản trị môi trường thì nó cũng vậy thôi. Đây là một cái ngành mới, không phải là xử lý nước thải, khí thải và chất thải rắn nữa. Mà đây là một cái bao quát hơn. Anh có biết được về cái kinh tế tuần hoàn hay không? Anh có nắm được cái sản xuất sạch hơn hay không? Để từ đó anh tư vấn cho chúng tôi biết được là cái mà chúng tôi đang khuyết là ở chỗ nào và cái chúng tôi phải tiết kiệm cái nguồn năng lượng như thế nào, tiết kiệm cái nguồn sản xuất như thế nào để có hiệu quả hơn và nó đỡ gánh nặng trong vấn đề về môi trường. Anh phải có một cái kiến thức chuẩn về vấn đề môi trường. Cái thứ hai là anh phải có cái kiến thức chuyên môn về cái quản trị môi trường là cái gì và anh phải nắm bắt được là những cái quy định pháp luật hiện nay thì anh mới làm việc được, thì anh mới hỗ trợ chúng tôi được làm việc một cách có hiệu quả được. Ngoại ngữ nó cũng là một cái yếu tố nó hết sức là quan trọng. Một cái yếu tố nữa mà thường các bạn rất là quan tâm khi mà ra trường đó là thu nhập. Dạ, anh có thể chia sẻ thêm một tí xíu là với tiềm năng của ngành nghề này sắp tới thì các bạn có thể kiếm được cái mức thu nhập có ổn hay không ạ? Có một cái doanh nghiệp ở trong khu công nghiệp thì họ làm về cái pin năng lượng mặt trời. Họ là một cái doanh nghiệp của Mỹ. Họ trả lương rất cao. Phòng quản lý môi trường giống như là một cái phòng về kinh tế của họ vậy đó. Đó, phòng kinh tế thì làm ra tiền cho công ty, mang lại lợi ích quả. Nhưng mà cái môi trường họ cũng đánh bằng với cái vấn đề đó. Nếu mà đã vào những cái vị trí như vậy đó thì họ sẽ trả lương theo dạng như là quản lý cao cấp. Và hiện nay là các doanh nghiệp ở nước ngoài, ở Singapore, ở Mỹ, họ đang có cái xu hướng về Việt Nam và họ tìm kiếm những cái nhân viên môi trường và dạng quản trị về môi trường vậy đó. Thật sự là họ rất là cần và họ tìm không ra. Cho nên là trường Văn Lang thì đưa ra một cái ngành học nghề mới á, thì bản thân tôi cũng thấy là nó phù hợp với cái xu hướng phát triển của thế giới cũng giống như là tình hình ở phát triển ở Việt Nam. Em muốn hỏi cô Kim Anh là hiện tại thì bên khoa của mình, bên trường Đại học Văn Lang của mình có những cái chương trình hoạt động ngoại khóa như thế nào? Mỗi năm trường Đại học Văn Lang tổ chức hơn 1.000 cái sự kiện. Dạ. Đủ lĩnh vực. Thông qua những cái hoạt động đó thì các bạn cũng đã nâng cao được rất là nhiều những cái năng lực. Thì ở khoa cũng tiếp nối những cái hoạt động của trường Đại học Văn Lang để triển khai các cái hoạt động ngoại khóa. Ví dụ như là các cái seminar chuyên môn của cái lĩnh vực, hoặc là tổ chức các cái cuộc thi về môi trường để các bạn tham gia và các bạn rèn luyện những cái kỹ năng, ví dụ như là kỹ năng phản biện, kỹ năng truyền thông, kỹ năng leadership, rồi làm việc nhóm v.v. Kỹ năng của một cử nhân ra trường, đặc biệt là cái thái độ của các bạn khi mà làm việc trong một doanh nghiệp,
thì lại là những cái yếu tố nhấn mạnh. Và do vậy nên trong cái quá trình đào tạo của ngành quản trị môi trường nói riêng cũng như là các cái ngành khác thì chúng tôi chú trọng vào các cái hoạt động này. Khánh Tường rất là muốn là cô Kim Oanh cũng như là anh Tùng sẽ có một cái chia sẻ nào đó cũng như là một cái lời khuyên cho các bạn thí sinh của chúng ta cũng như là các bậc phụ huynh có thể yên tâm hơn. Em mời cô Oanh trước ạ. Nó là một ngành mới. Do đó bây giờ mà mình khẳng định cái gì thì nó cũng là một cái vấn đề khó khăn. Thì ở đây thì tôi cũng muốn chia sẻ là nó là một cái ngành mà có cái tính liên ngành cao. Thì cái năng lực mà các bạn được đào tạo đó sẽ dễ tiếp cận với xã hội. Và thông qua đó thì cái việc mà tìm kiếm việc làm nó sẽ dễ dàng. Cái nhóm ngành môi trường là sinh viên vô thì không nhiều. Đầu ra thì vô cùng khan hiếm. Do vậy với cái nhóm ngành về quản trị môi trường doanh nghiệp này thì chúng tôi tự tin là các bạn ra trường chắc chắn là có việc làm. Các quy định pháp luật hiện nay họ cũng yêu cầu là các doanh nghiệp mà dạng có cái mức đầu tư ở nước ngoài hoặc mức đầu tư cao thì bắt buộc là phải có nhân viên môi trường. Các cơ quan ban ngành hiện nay đều hầu như đều có phòng môi trường. Rồi các doanh nghiệp hiện nay nếu doanh nghiệp lớn thì cũng phải có bộ phận môi trường. Thấy thì cái ngành môi trường đó, mấy bạn cũng chưa có mạnh dạn học nhưng mà nhu cầu ngoài xã hội thì rất là nhiều, cho đó nên chúng thấy cứ mạnh dạn học, đây là một cái xu hướng của thế giới thì các bạn cũng nên tìm hiểu. Rất là cảm ơn cô Kim Oanh cùng với anh Thanh Tùng ngày hôm nay đã dành thời gian quý báu đến với chương trình. Bây giờ Khánh Tường mời tất cả quý vị khán giả sẽ cùng đến với những tiểu mục tiếp theo của chương trình. Hai kỳ nghỉ lễ vừa qua, các điểm du lịch trên cả nước đã đón một lượng lớn du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, nhiều nơi còn trong tình trạng quá tải. Kết quả này đã đặt ra nhiều kỳ vọng về sự phục hồi mạnh mẽ ngành du lịch trong mùa hè sắp tới. Một cái vấn đề trầm trọng mà chúng tôi đang gặp phải đó là sự thiếu hụt nhân sự. Không chỉ là thiếu hụt về số lượng mà cái chất lượng của nhân sự cũng giảm sút một cách nghiêm trọng. Bởi vì suốt thời gian qua anh chị em không có cơ hội cọ sát, không có sợ làm việc. Rất nhiều anh chị em đã đổi nghề. Và đặc biệt là rất nhiều anh chị em đã trở về quê và có thể họ sẽ không quay lại thành phố để làm việc. Một vấn đề đáng lo ngại nữa là ngành du lịch thiếu hụt nguồn lao động kế cận trong một vài năm tới, khi mà năm 2020-2021, việc tuyển sinh khối dịch vụ du lịch của các trường gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh, hoạt động đào tạo cũng bị gián đoạn liên tục, khiến sinh viên thiếu kiến thức thực tế khi chủ yếu học online, nên rất khó đảm bảo về chất lượng. Phụ huynh có các em học sinh đó là có cái tư tưởng là sao là các em khó mà xin dịch việc làm. Thứ hai nữa là do cái tình hình dịch dẫn đến là cái kinh tế của các gia đình của các em nó cũng khó khăn trong công tác nhập học. Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, chỉ trong 4 ngày đợt nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa qua đã có khoảng 5 triệu lượt khách du lịch nội địa, trong đó khoảng 2 triệu lượt khách lưu trú. Tổng doanh thu cả nước ước đạt 22.000 tỷ đồng. Du lịch nội địa đã đạt mức tăng trưởng như năm 2019, tức là thời điểm trước dịch. Như vậy, đúng một năm sau đợt dịch lần thứ tư bùng phát, du lịch đang hồi sinh mạnh mẽ. Các đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch đều đã ghi nhận mức tăng trên 100%. Dù còn phụ thuộc vào yếu tố dịch bệnh, nhưng với đà tăng trưởng này, ngành du lịch đang chứng minh sức hút trở lại. Đây là một cái tín hiệu rất là đáng mừng đối với du lịch nội địa cũng như là du lịch cho các doanh nghiệp cũng như nhà cung cấp du lịch ở các địa phương. Để đảm bảo nguồn nhân lực trước mắt, nhiều doanh nghiệp du lịch đã sớm chủ động sắp xếp lại bộ máy, cố gắng giữ lại nhân sự cốt cán để không mất nhiều thời gian tìm kiếm, đào tạo lại. Sau khi mở cửa du lịch thì chúng tôi đã cũng có kế hoạch phát triển lại bằng việc là liên kết với các cái cơ sở đào tạo để tuyển dụng, đặc biệt là các trường đại học mà chuyên ngành về quản trị kinh doanh lữ hành, quản lý du lịch và văn hóa du lịch. Đặc biệt trong mùa tuyển sinh năm 2022 sắp tới, việc khôi phục hoạt động du lịch cũng kỳ vọng sẽ là cú hích cho việc tuyển sinh của các trường khối ngành du lịch. Đặc biệt là đào tạo thực hành để rồi sớm có cái nguồn nhân lực đảm bảo phục vụ cho cái ngành du lịch trong cái điều kiện bình thường mới. Là ngành dịch vụ tổng hợp nên chất lượng nhân lực có vai trò lớn đến chất lượng sản phẩm du lịch. Do đó, việc đào tạo nhân lực là một khâu quan trọng. Trước mắt, để đáp ứng nguồn nhân lực du lịch cho giai đoạn mở cửa lại, các địa phương cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực du lịch có kinh nghiệm quay trở lại ngành, đồng thời tiếp tục hỗ trợ các cơ sở đào tạo du lịch trong việc truyền thông hỗ trợ tuyển sinh, liên kết đào tạo, thực hành, đa dạng các hình thức đào tạo ngắn hạn và dài hạn nhằm linh hoạt trong cung ứng nguồn nhân lực nhưng cũng đồng thời đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực.
Thưa quý vị, phóng sự vừa rồi đã khép lại chương trình Vững bước tương lai tuần này. Quý vị hãy nhớ đón xem chương trình hàng tuần vào lúc 16 giờ 20 phút Chủ nhật trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, 8 giờ 45 phút thứ hai trên kênh truyền hình Vĩnh Long 4 và xem lại trên kênh YouTube của truyền hình Vĩnh Long quý vị nhé. Còn bây giờ Ánh Huy xin chào và hẹn gặp lại.